Thường thường khi chúng ta sống trong một thế giới luôn di chuyển, đôi khi điều tốt nhất là mình phải tìm cách rời xa nó. Đối với những người tìm kiếm sự yên bình từ cuộc sống thanh thị hối hả, thì âm thanh của hoang dã đang gọi. Rời xa thành phố, rời xa Little Sài Gòn. Quý khán giả, và trong tuần này, quý khán giả cùng theo Khang và gia đình mình đi kiếm cái sự thiên nhiên tại đảo Two Harbor, Catalina Island, Việt Nam. Do you like it? Yeah. What do you like about camping? I have my friends here. Aww. And then what else? Guy, one more trip to Catalina. Mình đi này hơi khác là đi theo mấy đứa nhỏ này nè mọi người. Ok, see you Catalina. Anh này đi homeless nè. Anh này đang đi homeless nè. My God, that's humongous. On the first floor in the front right inside the cabinet, or in the box behind the bench right there. Anyone up here tonight? Đi bộ đời. Đi bụi. Hôm nay mình sẽ đi bụi tại đảo Two Harbor, Catalina. Mình đã trở lại sau một vài tháng. Kỳ này video mình sẽ document anh này ảnh đang tập luyện đi người vô gia cư homeless. Một vài tháng trước Khang cũng có post những cái video mình đi sống sinh tồn tại đảo Two Harbor, Catalina Island. Và một lần nữa mình sẽ ghé qua đảo Catalina, nhưng mà lần này mình trải nghiệm nó khác một chút. Mình sẽ ở trong một cái gọi là cabin tent, là một cái lều đã chuẩn bị sẵn cho mình. Như trong những cái Catalina video Khang đã nói rồi, nếu mà muốn qua đảo Catalina thì mình phải book một cái vé từ Catalina Express. Cho người lớn thì nó khoảng 90 okay. đồng, còn con nít là cỡ 65 đồng. Và bây giờ mình đã lên đảo rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn trưa một chút và sau đó mình sẽ đi tới cái cabin tent của mình. Để cái này mình đi cắm trại vì có mấy đứa nhỏ cho nên mình có khác biệt với cái cắm trại mà bình thường của mình hay đi. Tại sao nè, thì theo Khang nè mọi người, cái này cũng là một nơi mà cũng quen rồi, quen biệt. Mình cũng một vài tháng rồi mình có tới mặt tới đây. Thì hôm nay mùa này đông hơn nè. Eat guy. Không ăn là sẽ bị xỉu. When was the last time you were here, mama? 10 years ago. When was the last time you were here, Thomas? 10 years ago. No, 2 months ago. Cái này mình đề nghị nếu mà mình tới Catalina mà mình cần một vài cái đồ để nấu ăn á. Cái này nó cũng là một cái nơi mà mình có thể mình mượn đồ nấu ăn một chút. Nice. Okay, guys, let's get out of here, đi. Anh này đang một lần nữa đang thực tập đi homeless. Okay. Bây giờ mình phải đi một mile hiking tới chỗ của mình. Tới đó.
Let's see all the happy faces right now. Cười cười lên, cười lên. Mai lên cười nè. And then Tina. Tina, see what's their faces. Catelyn, especially you, I want to see your face. Nana, what's your face? Are you happy? Genevieve, are you happy? Genevieve, are you happy? You touched the ocean water for the first time in your life. Wow, is it warm, Nana? That's half a mile. Yeah, it's a mile hiking. I'm not safe anymore. Yeah, we here. We're C&B, guys. Oh, C&B right now. It's right next door. Perfect. Perfect. Này là camp bình thường. Cái này mình làm cabin tent. Ah, our luggage is here too. Perfect. Check it out. Six of you guys can stay in here. Wow, there's a cot, there's a bed to ngủ nè nè. Six cots. Yeah. Oh, welcome home, everybody. Come home. Ooh, made it. That's the thing I don't know too. Yeah, so you have to rent. So, không biết này, không biết nè. We can always ask when some guys show up. Woo! Let's save you time bringing a tent. I feel like if anything, we, each of us needs one of the kids on the block. Without the airbag. Engineer, what do we do? This is a military camp, guys. Yo. Ok, cái ông mới nói là đây có con fox, con cáo. Nó có thể mở được lèo để vô, nó chui. Nên phải căng thẳng. Nên đồ ăn hay bỏ vô mấy cái thùng sắt ở đây. Đúng không Genevieve? Tại sao Genevieve khóc? Genevieve sợ con fox à? Vì thích đâu thích biển không? Đi bơi nè. Dạ ok, đi bơi. Ê bơi đi. Ăn không có seaweed nó ngon hơn. Tại cái seaweed nó làm nó hay tanh lắm. Không có seaweed nó ngon, very buttery. Không có tan. Yeah, either Johnny. Without the seaweed. Yeah. Hát hát. Có thể sau này là bị chết đó. Tiny little legs. Yeah, now you guys sleep, you better put on your sleeping bag. You don't have sleeping bag. Let's put it in the middle. But then, oh yeah, yeah. Let me get the battery. Big cabin tent. Daddy. Catalina. Ours is on there, we don't have to pump it. Yeah. Ours is on cabin tent, sẽ có 6 cái giường như này. Nào muốn ngủ fancy thì đem cái airbag. Đúng không mẹ làm? And then bơm lên. Lúc đầu mình không biết, mình lại tưởng là
mình phải đem nồi, nhưng mà đây hình như nó cho mình sẵn ra mọi người một cái nồi, cái cooking stove và một cái chai propane và lồng đèn có sẵn. Nhưng mà nếu mình muốn thuê thêm thì nó là 25 đồng mỗi cái đó. Người bây giờ mình mới tới đây, mình ở đây chỉ đến chủ nhật thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình đi tìm cá, tìm ăn càng sớm càng tốt. Giờ mình set up nè. Khi mình đến đảo Kalina, ngồi ra đi bắt tôm hùm, Khang còn rất là thích đi bắn cá đó mọi người. Và bây giờ Khang sẽ bước một vài bước xuống biển để mình tìm những món ăn hải sản cho gia đình cho tối hôm nay nè mọi người. Và tối hôm nay mình sẽ có những món ăn gì, xin khán giả cùng theo Khang nè. How about here? No, make it on the bay. No, no, what's it? Yeah. Let me see. Hold on, dump it out. Oh, right here, Thomas. Lovely. Oh, here, record it, Cam. Wow. Nè nè, thấy gì không đây nè? That's the uni. That's the gonad. Gonad. Of the sea urchin. Cái này mình phải khui ra ăn tới đâu, tại vì the color. No, I can't. This one is last milk poo. Hey. Soy sauce is much better. Why you can't, you? We hear some news? I don't know. Eat phone. Ngon không? We need more of it. Music licensing reimagined. Soy sauce. That's it. Hết rồi. Còn món khai vị nào nữa không? Hôm nay có ốc nữa hả? Ốc. Yeah. Ốc nè. Oyster. Oyster này không biết okay. Ngon không nữa. Okay, ăn cá đập không? Cá nữa. Yeah, cuối cùng mình bắn được con cá. Yeah, cái này sẽ làm gì đây Thomas, Chef Thomas? Mình nướng ăn hả? Và mình còn rất là nhiều điều thú vị trong cái cuộc hành trình hôm nay. Xin cả nhà đón xem video kế tiếp năng.